Và hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ unboxing con Yuzu Little Magic cá nhân 2. Nhưng mà trước tiên thì mời các bạn xem intro nhé. Ok các bạn, bây giờ chúng ta cùng mở hộp nó nhé. Thì ở đây chúng ta có một tờ giấy hướng dẫn. Thì đây là cube của chúng ta, mình chọn phiên bản sticker LED. Thì mình mua cube này ở nhà sách, khá là ngon, chơi rất là mượt, tuy nhiên nó hơi khô. Có lẽ mình sẽ lấp lại, có lẽ mình sẽ làm bài review chi tiết về con này trong một ngày nào đó. Thì đây là cái color skin của nó, các bạn có thể thấy đây là màu trắng, màu cam, đây màu cam, màu xanh lá cây, đây màu xanh lá cây và màu đỏ và màu xanh dương, còn đây là màu vàng đó. Con này khá là tốt. Có lẽ con này sẽ trở thành main của mình luôn. Thì ba mình đang đi Hà Nội thì mình đang đón một con IV nữa, các bạn hãy chờ ngày mở hộp nó nhé. Có thể là ngày mai hoặc là ngày mốt nếu mình ba mình về khác, nếu ba mình về trễ thì cắt góc. Chúng ta có 45 độ, hơi khó nhưng mà cũng được. Có lẽ mình nên chỉnh ốc lại, cắt ngược cũng được, cắt ngược thì ở đây nhớ viên ha. Thì con này mình cũng không thể cho các bạn xem cấu trúc được. Bên trong của nó là màu trắng. Ok, video của mình chỉ đến nhiêu đó thôi. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nhớ thấy hay thì nhớ like, share và subscribe kênh của mình nhé. Chào tạm biệt các bạn. Bye.